đông quá vậy? Ôi, đừng làm gì vậy tao? Ôi, con bé người tuyết anh em, đông quá đâu quá không? Cái gì? Cái gì? Hồi máu à? Cứu em, cứu em hả? Mẹ à? Ôi, đánh tôi! Không được đánh nó đâu không? Không được đánh nó không? Mày chết rồi, đánh nó bao của tao nè. Cứu lên người, cố lên coi. Ok, vậy là đã xong con người tuyết của mình rồi. Trời nè. Ok, trời ơi, đúng là vui thiệt chứ. Lâu lâu cái sân của mình nó phủ đầy tuyết luôn. Mình tha hồ mà xây người tuyết. Ở đó mày à. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Thì hôm nay cái sân của mình đó anh em, nó phủ đầy tuyết luôn anh em ơi. Đảo à, đây quá trời tuyết luôn nè, thấy không? Đó. Thì ôi trời, chắc mình cảm thấy là mình hơi bị đói bụng quá anh em. Thôi chắc là mình sẽ vào nhà mình ăn ít cái gì đó, hơi đói bụng rồi đó. Thôi anh em nhìn kìa, thanh thức ăn của mình còn có 30 thức ăn à. Ok, mình để con người tuyết ngoài đó đi ăn cái đã. Ok, có mình có súp nè, đi ăn cái đã. Trời ơi, ngon quá. Trời ơi, súp ngon quá anh em ơi. Trời ơi, nồi giờ mình sẽ cất vào trong tủ nè. Trời ơi, quên nữa, còn cái con người tuyết nữa. Mình tiếp tục, mình ra mình nặng người tuyết tiếp nha anh em. Trời ơi, đi thôi nào. Người tuyết ơi, người tuyết. Ủa con người tuyết của mình ơi, hình như là nó bị tan rồi anh em ơi. Trời ơi, con người tuyết của mình. Ủa đây là à, con ủa cái gì vậy? Ủa cái này giống à, cái gì vậy? Oh my god, ma bố người ta, ma có ma đâu không? Mày ơi, tôi là người tuyết mà. Cái gì? Mày là ma hả? Ma nè, trời nè. Tôi là người tuyết mà. Trời ơi, người tuyết đang yêu mà. Cái gì? Ngươi là người tuyết hả? Đúng rồi, em là bé tuyết. Cái gì? Trời ơi, con người tuyết mà nó biết nói chuyện luôn em ơi. Con này lạ nha. Trời ơi, nó biết nói chuyện luôn kìa. Ui sao mình sợ quá. Ui ngươi nó làm gì vậy? Nó đang hình như nó đang dọn tuyết cho mình sao? Ui dọn đâu? Em ăn tuyết mà. Ăn hả? Trời ơi, ăn tuyết luôn hả? Gì kinh vậy? Ôi trời, cái người tuyết không ăn tuyết thì ăn gì? Sao ăn đất được? Ờ nè, ăn không nè. Ê người tuyết. Nè ăn nè, ăn đi. Ủa. Nấu ăn dở chè, em dễ không ăn, ăn tuyết ngon hơn. Ôi mà con này nó biết nói chuyện luôn. Ê, ngươi là con người tuyết thành tinh hay sao mà ngươi biết nói chuyện luôn, ghê à? Em là một bé người tuyết. Đó, em được hình thành lên bởi vì là nước bông tuyết gọi là tâm linh. Khi mà buổi tối em thành người tuyết xong á, thì trong đêm hôm đó thì em được gọi là những vị thần trên trời ban trước bạn xuống, là em được biến thành người này. Ôi, như vậy là cái con này là cái con người tuyết mà hồi nãy mình mới nặng anh em, cái tự nhiên đúng mình rồi, nó được anh là em á, chính ra là em là ba em luôn á. Cái gì vậy trời? Ba em á, ba gì? Cho bố đi. Bố vậy trời, tao là con trai mà bố gì? Cái bố ơi, cái con này đi ra coi, cái con người tuyết này. Nhà bố á. Ôi con người tuyết mà nó biết khóc luôn kìa anh em. Cái gì ghê à? Ủa sao cái mặt nó nãy cười vui lắm mà sao giờ tự nhiên nó khóc, cái mặt nó miếu á. Ôi ghê quá. Nhà bố ơi. Bố vậy trời, tao đâu phải là ba của mày đâu. Mày ra chỗ khác đi. Trời ơi, quái vật, con này là quái vật rồi. Không ngờ trên đời này có những người ba vô trách nhiệm. Vậy chịu hậu quả. Vậy nói gì à? Ủa ngươi chỉ là con người tuyết ấy mà, ta chỉ nặng ra ngươi thôi chứ ta có làm gì ngươi đâu mà ngươi tự nhiên. Nhưng mà con biết cử động nè, con biết múa nè. Ôi nói chung là ta không biết, ta đâu có biết ngươi là ai thì ngươi đi theo ta làm gì. Nhưng mà ba nuôi con đi, con có nhiều tác dụng mà. Con có nhiều lợi ích hả? Ôi ngươi có lợi ích gì đâu, ngươi làm cho ta coi coi. Con có sở hữu rất là nhiều siêu sức mạnh. Đấy, chuẩn biến hóa thành siêu saiyan người tuyết. Đó, biến hóa siêu saiyan, ba nhìn thấy con biến hóa ghê chưa? Có gì đâu, xạo tào lao. Đâu, có gì đâu, ngươi lại là con năng lực tiềm ẩn nha, ba nhìn con nha. Bây giờ con có tên đâu, con có khả năng biến cho ba trở thành triệu phú đô la thôi. Cái gì? Ngươi có khả năng cho ta trở thành tỷ phú hả? Trở thành đại gia hả? Đâu, ba nhìn đây, đây là siêu năng lực của người chất tí hông. Ok. Ôi trời, cái gì vậy? Oh my god anh em ơi, kim cương kìa. Oh my god, hồi cái con người tuyết này nó biến ra được kim cương kìa anh em. Thì có thể gọi là biến được gọi là đất thành kim cương. Ba nhìn nè, cái này cái cây đúng không? Trời ơi, trời ơi, biến thành kim cương hết kìa. Phải. Ôi là người thử người biến cái lá thành kim cương coi được không? Biến được. Thà
Ôi trời ơi, đi hành kim cương luôn kìa anh em, vãi chưởng. Ui con này. Nào, ba băng một cục này thôi, ba đi bán đi là ba đủ tiền nuôi con rồi. Ôi trời ơi, con này. Ôi cái này có phải kim cương thiệt không ta, để mình test thử coi, đâu mình cắn thử coi. Đá nè, đấm nè, đập nè, sóng âm nè, in tiêu nè, nè, quy nè. Ba. Vậy. Ba còn răng không? Không, cắn gãy hết răng rồi. Cái này kim cương thiệt anh em ơi. Kim cương thiệt. Ủa trời ơi, con này nó biến mấy cái này thành kim cương được. Hay vậy. Ôi ngươi là không nuôi con thì thôi đi đây. Ơi dừng lại. Ở lại đi trời ơi. Thương lắm nha. Trời ơi con này nó thương lắm trời. Biến được kim cương là ta thương ngươi liền à. Ủa mà ngươi còn cái siêu năng lực gì nữa không? Nhiều lắm nhưng mà không cho ba coi. Bây giờ ba phải đồng ý là ba nhận nuôi con rồi. Nuôi ok. Ok rồi, nếu như các bạn nào mà muốn mình nuôi con bé người tuyết này, hãy bình luận cho anh biết là anh Tâm ơi hãy nhận nuôi bé người tuyết nha. Ok, rồi để mình xem coi. Đó có con ngươi còn siêu năng lực gì nữa đâu, làm cho ta coi. Con có một siêu năng lực là bây giờ con cho ba mượn cái này nè. Ba đu lên nóc nhà đi. Bay lên nóc nhà hả? Ba bay lên nóc nhà đi. Ok. Ôi ba lên chưa? Rồi bây giờ ba nhảy xuống. Ôi trời mất dấu rồi. Xong. Đó, con có siêu năng lực làm cho người khác gọi là bị nghe theo lời mình xong rồi làm mấy cái điều ngu. Tao lao, tao đánh mày chết bây giờ. Ê, còn có 70 máu nè. Con đưa rồi. Đây nè, ba nhìn nè, con có siêu năng lực đó là con có thể chữa bệnh cho người khác. Chữa bệnh hả? Là ủa là sao? Ơ đây từ từ, để tao thử nha. Bây giờ tao thử coi. À chữa bệnh đúng không? Đây tao sẽ leo lên cao, tao té xuống nè. Ok, còn có 3 máu à. Ba con chơi ba đừng nhìn nè. 3 2 1. Bam. Ôi lên được 100 máu luôn em ơi. Ủa cái gì ghê vậy? Con mà đi cùng ba nè, ba không sợ quái vật luôn. Ok, trời ơi anh em ơi, nãy mình còn có 33 máu mà nó dùng siêu năng lực của nó làm nó hồi máu cho mình được 100 máu luôn. Trời con này coi bộ lợi ích nha, con này coi bộ lợi nha, bán qua Trung Quốc lấy. Ơ mà nhầm. Có con này coi bộ mình nuôi được rồi nha. Ê đi ha ba, trời ơi, về từ từ nay ta từ nay ba sẽ quyết định nuôi con bé người tuyết này. Đi theo à. Yeah, được ba phong nhận nuôi rồi. Ok, đi theo ba nè, trời ơi, xin giới thiệu với con, đây chính là nhà của con. Đây ta có xây nhà sẵn cho con. Trông giống cái chuồng chó đi. Không, cái này là cái chuồng gà chứ phải chuồng chó. Nè, trong đây có con gà chừng chó với nhau mà. Đây trong đây có con bé gà tí này đâu. Ở gì vậy? Nhà này bé lắm, ba cho con ở cái nhà to như kia kìa. Cái nhà này nhà của người ta mà, nhà này là cái nhà hàng của người ta, sao mình ở được? Cái này là nhà của con này, con ba ba. Vậy. Ba coi con gà này to gấp 3 lần con, nữa nó ăn thịt con người ta. Con gà này nó hiền lắm, nó không ăn thịt con tại vì nó bị béo phì á, chứ nó cũng nhỏ như con à. Các bạn ơi, các bạn ngày bé các bạn có nghe người lớn kêu là vào đi chó không cắn đâu mà cuối cùng nó cắn banh thác mình không? Thôi vô đi, không sao đâu, vô đi. Cái nhà này ở sạch sẽ lắm, con gà này nó không có ị bậy hay gì đâu, sạch sẽ lắm, tha hồ ở. Thôi, con biết vì sao nhà này sạch sẽ rồi. Sao? Nhà có chút ép à, bậy ra cái gì đâu mà sạch. Đúng rồi nè, nhưng mà cái nhà được làm bằng kim cương luôn nha. Nhà này hơi bị hiếm á nha. Trời ơi. Ok vậy. Thì quyết định là con sẽ ở trong cái nhà này chung với con bé gà tí hon nha. Ok trời. Ok anh em ơi, vậy là mình đã nhận nuôi được một con bé người tuyết rồi. Trời ơi, coi bộ con bé này mình nuôi lại nha, nó biến ra kim cương cho mình được luôn. Coi bộ sướng nha. Ok. Ôi trời, cái tiếng gì trời? Oh my god. Trời. Ủa gì vậy? Cái gì? Con gì bự vậy? Cứu. Ủa ngươi là yêu quái phương nào? Ngươi là yêu quái phương nào? Con người tuyết nè. Ủa con người tuyết hả? Ủa ta nhớ con người tuyết nó nhỏ hơn ba mà. Để mình rối não, mình cứu ra cái nè. Trời bà trưởng cho mình phải đặt cái nhà đây, con này nó bự quá, nó chui nó không vừa. Mình không có mấy cửa, mình không có mấy khoang, tự để mình vô mình lấy mấy khoang nè. Ê bà ơi, chết chết rồi bà ơi. Để xíu, trời làm gì gấp vậy? Để mình khoang. Đưa cái đầu vô cái máy rồi. Trời, khoan không được anh em ơi, cái này mình phải đặt từng cục rồi. Trời ơi, đúng không? Cứu con bà không ơi. Để trời. Ui, không xuống, chui ra. Ôi trời. Cái gì? Ủa, xỉu luôn hả? Ôi, vậy. Ôi, chui. Ôi, đừng có gì hết ta. Ủa, sao bự vậy? Đâu. Ngươi là yêu quái phương nào? Ngươi là yêu quái phương nào? Ba, chính là quần áo con mặc vẫn bậy luôn á. Con là người tuyết nè. Ủa, cái con người tuyết nó nhỏ lắm mà sao vậy? Tự nhiên ngươi bự. Từ từ, đứng lại coi. Ủa, anh em so sánh coi. Lúc mà nó lớn được một chút á, nhìn nó còn nhỏ hơn mình, bây giờ nó bự hơn mình luôn, nó cao hơn mình luôn. Hồi thử tưởng tượng nó cầm cây kẹo nó mà đập vô mặt mình cái thôi mình cũng sắp mặt luôn anh em. Ui sao mà tự nhiên giờ con biết bự vậy, con ăn gì mà con bự vậy? Cái gì hôm qua đó con ăn rồi, con ăn vô rồi con ăn lớn rồi. Tiêu hóa nước thì cho bụng rồi con lớn thùng luôn.
Trời ơi, nhìn nó kìa anh em, trời ơi, nó mập. Ba con đói quá, bây giờ con muốn ăn đồ ăn hay con ba đưa con qua ăn nốt cái cây hạt dẻ kia đi. Ôi trời, tính ăn hết luôn cái cây luôn hả? Ủa, ăn luôn cái cây được. Ôi trời, sao thôi, đừng có quậy con ơi, đừng quậy trời. Con này nó bự quá anh em ơi, giờ sao trời, nó bự vậy sao mình nuôi được. Thôi thôi coi, con người tiếp đi ra đây, ra đây con. Đi ra đây, ba nói con này nè. Bây giờ ba muốn nói con nè, bây giờ con nói, ba nói thật là giờ con cái tướng con bự quá rồi, bây giờ ba hết nuôi con được rồi, con bự quá, ba không thể nào ba nuôi con được, ba sẽ phá sản để ba nuôi con quá, kim cương này của con á, mặc dù là nhiều thiệt á nhưng mà ba không thể nào nuôi con được tại con bự quá rồi, đâu còn chỗ nào cho con ở đó. Thôi bây giờ con có thể đủ lớn rồi, con có thể tự đi ra ngoài, con sống đi. Ba không nuôi nữa hả? Không, đâu phải đâu, nói chung cái gì không vậy, không nuôi nữa thì tôi vậy, con đi vậy. Ôi, thôi đi nha, bye bye nha. Trời ơi, nói chung thì cũng tội quá anh em. Nói chung thì con người tuyết này á, mặc dù mình biết á là mình nó còn con nít, nhưng mà nó bự quá rồi, mình không nuôi nó được, cho nên thôi kệ, cho nó đi ra ngoài cho nó sống đi. Mặc dù mình thương nó thiệt á, nhưng mà nó bự quá, mình không thể nào mà mình nuôi nó được. Thôi coi kệ, nói chung mà thôi mình chắc mình về nhà thôi. Nó đi mất tiêu luôn rồi. Cũng buồn thì cũng nhớ thiệt, nhưng mà thôi giờ biết sao, giờ nó bự quá rồi. Thôi mình về nhà tiếp tục làm việc thôi anh em ơi. Thôi cũng thấy tội nhưng mà thôi giờ kệ, thôi giờ biết sao, thôi đi làm việc thôi. Hay hay trời, xong việc rồi mệt quá, chắc đi ngủ thôi. Ui cái gì vậy? Ui trời. Ủa mọi người ơi, ủa sao quái vật ở đâu xuất hiện vậy thế? Ủa, oh my god, gì xảy ra vậy? Ui đông vậy? Ui đừng, ui chết tôi. Ui nó đập cửa anh em. Ui nứt cái cửa rồi, đừng đập nữa. Trời ơi, bởi cửa nhà tao bây giờ. Ui nó đập cửa rồi anh em ơi, chết rồi. Ôi no, sao tự nhiên quái vật đông vậy? Nó cứu tôi với. Trời ơi, oh my god, đông vậy? Ui đừng làm cái gì tao ơi. Ủa con bé người tuyết anh em. Ui đông quá, đông quá. Cái gì? Xong chết rồi. Trời ơi, con bé người tuyết nó nằm xỉu rồi anh em ơi. Chết rồi. Chết luôn rồi, bé người tuyết ơi. Trời. Ôi giờ sao ta? Có cách nào để giúp mấy người tuyết sống lại không trời? Mọi người ơi, có cách nào vậy mọi người? Mình rối não quá trời ơi. Cái cây kẹo. Ủa cái cây kẹo nhìn. À đúng rồi, mình nhớ rồi. Con bé người tuyết này anh em thì nó có một cái cây kẹo có thể giúp cho hồi máu được. Hiểu mày, mình nhớ rồi. Đúng rồi. Thôi từ từ, mình xem cho mình lật người nó ra. Tìm cây kẹo coi. Từ từ, cái cây kẹo đâu rồi? Lật người lại nè. Ok, để mình lật cái người lại. Ở trước không có anh em ơi. Ủa còn không ta? Mình mới lật cái người nó lại. Đâu rồi? Ui đây, trời lụm được rồi. Trời ơi, mày quá anh em ơi. Có rồi anh em ơi. Cái kẹo nè. Đó chính là cái cây kẹo có thể giúp cho nó hồi sinh được nè anh em. Ok, để mình thử nha. Hồi sinh. Ôi. Hả? Ôi. Hả? Hồi sinh rồi. Cái gì? Con bé người tuyết hồi sinh rồi anh em ơi. Ba. Đây nè, ba nè con, trời lại đây ba, rồi. Ba ơi, con vừa đi là uống nước, con vừa đi ai uống nước chè phải không? Thằng chết không? Trời ơi, rồi con bé người tuyết hồi sinh anh em ơi, trời ơi, mừng quá trời ơi. Okay, anh em thì cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của bộ Ba Bá Đạo, chính là anh Mr. Vịt với lại Timmy TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong bộ Ba Bá Đạo nha. Ok. Ôi đừng phá con ơi, đừng phá. Thì có bạn nào yêu thích cái bé người tuyết thì hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em phải rồi. Bye bye mọi người, còn bye bye đi. Bye. Ok, tạm biệt mọi người nha. Bye bye.